Ngày 16 tháng 8, xã Thượng Yên Công đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2023. Trong thời gian 4 ngày từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8 năm 2023, các học viên sẽ được nghiên cứu học tập các chuyên đề về đường lối quan điểm của Đảng về chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, quan điểm của Đảng về chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới, về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới và nội dung cơ bản của một số luật quốc phòng an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng, xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Kết thúc lớp học, học viên tham gia viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng an ninh thuộc đối tượng 4 theo đúng quy định của luật giáo dục quốc phòng và an ninh. Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan trên địa bàn xã, các đồng chí bí thư, trưởng thôn về đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.